Tại sao Bill Gates lại là người giàu đến như vậy? Thì chúng ta trong chuỗi bài podcast liên quan đến lá số bát tự, chúng ta sẽ xét một thần sát, đó là thần sát mộ khố. Thì đối với một người giàu bình thường á, thì thông thường chúng ta hay xem những yếu tố liên quan đến tài lộc, tài tinh. Tuy nhiên đối với một người cực kỳ giàu có thì chúng ta phải hiểu rằng không phải là họ chỉ kiếm tiền thông qua những cách kinh doanh khôn ngoan thông thường, mà thông thường là họ sinh ra với một cái mộ khố, tức là một cái kho tiền, kho vàng đã được để dành sẵn ở trong lá số của họ. Thì đó là mộ khố, đó chính là bốn chữ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Bốn chữ này chính là vị trí cuối cùng ở trong cái chuỗi tam hợp của các cái ngũ hành tương ứng. Tại sao được gọi là mộ khố? Tại vì chúng ta nhớ rằng bốn chữ này chính là những cái tháng mà khi ngũ hành của một mùa kết thúc và cái ngũ hành đó chết đi và được chôn vào ở trong lòng đất. Do đó, đất chính là nơi để mà chôn cất một cái hành nhất định. Chúng ta gọi đó là mộ khi mà chết đi. Nhưng mà đồng thời, ngày xưa thì mộ cũng chính là nơi mà chúng ta chôn rất nhiều vàng bạc châu báu theo. Tại vì chúng ta quan niệm rằng không có nơi để cất giữ của quý, do đó thì chúng ta hay đào đất và chôn xuống dưới lòng đất. Do đó bốn cái chữ cái đó, bốn cái địa chi đó là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, được gọi là tứ mộ khố. Thìn chính là kho của thủy, Tuất chính là kho của hỏa, Sửu chính là khố của kim, Mùi chính là mộc khố. Và vốn dĩ là không có khố nào liên quan đến hành thổ cả. Và bởi vì bốn cái địa chi này đều là hành thổ, do đó chúng ta phải hiểu rằng thổ chính là ở khắp mọi nơi. Hay nói khác hơn, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi đều chính là mộ khố của thổ cả, của hành thổ. Và trong số quan hệ lục thân thì chúng ta biết rằng tài là yếu tố vật chất duy nhất mà chúng ta có thể tích trữ, chúng ta có thể cất giấu đi. Do đó thì chúng ta xem mộ khố của tài, tức là tài khố, là quan trọng nhất trong tất cả các khố. Dĩ nhiên các bạn cũng có thể học về ấn khố, về quan khố và một số khố khác. Tuy nhiên thì tài khố sẽ được chú trọng hơn rất là nhiều. Và khi một người có rất nhiều tiền thì họ sẽ có xu hướng là tích lũy, họ đem cất giấu tiền của họ đi. Để xác định được cái tài khố á, thì cần phải xác định xem tài tinh của một người là nằm ở đâu, dựa trên can ngày sinh của họ. Sau đó chúng ta tìm xem cái khu vực tài. Thì chúng ta xem ha, đối với một người mà có ngày sinh là thủy thì tài của họ chính là hỏa và khố của hỏa chính là Tuất. Đối với một người có ngày sinh là canh tân, là kim, thì tài chính là mộc và mộc chính là nằm ở Mùi. Đối với một người có ngày sinh là hỏa thì tài chính là kim và mộ khố của kim chính là nằm ở Sửu. Tương tự, đối với một người có ngày sinh là mộc thì tài chính là thổ, mộc khắc thổ mà. Và kho của thổ chính là bốn chữ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Và tương tự, một người có ngày sinh là mậu kỷ, tức là can ngày sinh là thổ, thì gặp thủy là thấy tài. Thủy có khố tại thìn. Như vậy, một trường hợp của một người rất giàu có, đó là tỷ phú Bill Gates. Thì ông sinh vào giờ canh tuất, ngày nhâm tuất, tháng là bính tuất, và ngày và năm đó là ất mùi. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1955. Thì Bill Gates là một người ngày sinh nhâm thủy. Và đối với người ngày sinh thủy thì tất nhiên hỏa chính là tài tinh. Và do đó kho của hỏa, kho của tài tinh này chính là Tuất. Và chúng ta thấy trong lá số ông có tới 3 Tuất. Có nghĩa là ông tới 3 mộ khố, 3 cái kho tàng, tài lộc. Bởi vậy cho nên là ông có rất nhiều tiền. Vậy thì lúc nào sẽ là lúc mà mở kho tiền, mở xung khố? Tức là thời điểm nào mà xung, tức là Thìn, Tuất xung nhau hoặc là Sửu, Mùi xung nhau, thì lúc đó tiền sẽ xuất hiện rất nhiều. Đặc biệt nếu như tiền vào thời điểm đó còn lộ lên thiên can nữa. Thì một ví dụ điển hình đó là năm 2006 vào tháng 4, thì Bill Gates đã tuyên bố rằng ông sẽ donate, ông sẽ quyên góp phần lớn các cái tiền mà ông kiếm được cho những quỹ từ thiện. Thì đó là năm gì? Năm Bính Tuất. Năm Bính Tuất là Bính là thuộc về tài lộc, lộ lên trên thiên can, trong khi Tuất là bên dưới, thì xung, xung Tuất cũng chính là kho tiền của ông. Và vào tháng 4, đó là tháng Nhâm Thìn, thì Thìn, Tuất xung với nhau. Đó là thời điểm mà mộ khố bung mở ra và làm cho tài lộc tuôn trào
À, thời điểm đó là thời điểm mà ông quyên góp rất là nhiều tiền. Như vậy hy vọng rằng thông qua ví dụ này các bạn đã có thể xem thử lá số của mình có thể giàu có được một phần như là Bill Gates hay không. Con mình cũng có thể có tài khố nhiều trong lá số hay không. Thì chúng tôi mong rằng các bạn cảm thấy video này là có giá trị. Và các bạn để lại share, like và bình luận bên dưới. Và nếu các bạn là lần đầu tham gia vào nghe video thì các bạn có thể để lại một subscribe để theo dõi tiếp các video và podcast chúng tôi sắp ra trong thời gian tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.